Quyết định đưa ra đến từ bên phía của Seon lúc này đang có thể sẽ là một con Rell. Rick Rang thì sẽ bị khắc chế phần nào đó bởi cái khả năng cơ động tới từ Ezreal phía bên kia, và Rell sẽ là lựa chọn dành cho Kerea trong ván đấu này. Một lựa chọn rất là bất ngờ tới từ phía Gen Z khi mà ở meta hiện tại Ezreal không phải là một con tướng quá hot. Về đi đường thì vẫn là một xạ thủ đi đường ở mức độ trung bình khá, và giao tranh thì tôi cảm giác là hơi khó để Ezreal có thể lên được tiếng nói khi mà cái tam hợp kiếm tại thời điểm này nó không phải là một trang bị tối ưu sát thứ nhất dành cho Ezreal khu vực đường dưới so với những cái lựa hai linh hồn hay là tam hợp ở phiên bản cũ. Và phía bên kia đội hình bên phía T1 có tới hai chống chịu. Tôi cũng rất tò mò xem là Gen Z sẽ vận hành đội hình này như thế nào. Đội hình này là họ rất là tự tin nha, tại vì đội hình này là thuần bốc. Hồi xưa thì đội hình thuần cấu máu nó cũng khá là phổ biến, nhưng đó là cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng là cái kỹ năng của người chơi nó chưa thực sự tốt, cho nên là việc bạn có thể tung ra những cái kỹ năng tầm xa và trúng nó sẽ tăng lên. Nhưng thời gian gần đây thì mặt bằng kỹ năng của người chơi tăng, gọi là được nâng cao, cho nên việc mà bạn cứ tung những kỹ năng định hướng hú họa, và những cái kỹ năng định hướng này đa phần đều đã bị nợp, tức là cái hitbox của nó đã bị giảm đi rất là nhiều, thì đội hình thuần bốc cũng không dễ để có thể vận hành. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện là kỹ năng của bạn và đối phương né như thế nào. Và đội hình tuần poke thì thường phải có yêu cầu là đi đường có được lợi thế để tạo ra những cái xu hướng đẩy, ăn được công trình sớm, tạo ra những góc poke nó dễ dàng hơn. Nhưng rõ ràng là xét về sức đi đường, đội hình bên phía T1 đang có sức đi đường không hề tệ ở hai đường cánh, với một con TF đường trên có thể gọi là kéo trên so với Skarner. Hay là đường dưới của họ cũng là một con Varus có sức đi đường mạnh. Thì để xem là Gen Z sẽ xử lý câu chuyện đi đường của mình như thế nào, và liệu rằng họ có tạo đủ lợi thế để Cannon có thể out jungle được Honor hay không nữa. Cuộc đụng độ lần đầu tiên giữa T1 và Genji ở LCK mùa hè 2024 đã chính thức bắt đầu với đương kim vô địch giải đấu, đương kim vô địch MSI, Genji bên phía đội 1 và đương kim vô địch thế giới T1 bên phía đội 2. Vâng, và chúng tôi rất hy vọng sẽ nhận được những tình cảm của quý khán giả dành cho LCK tiếng Việt với những lượt like, những lượt subscribe ở trên các nền tảng phát sóng của LCK tiếng Việt như là Facebook, YouTube và cả TikTok nữa. Chúng ta đang đến với trận đấu đầu tiên của Genji và T1 trong cuộc đụng độ của cả hai ở tại mùa hè năm nay, khi mà cả hai đều đã có được một điểm sau chiến thắng đầu tiên 2-0 của mình ở tại giải đấu mùa này. Đội hình thuần cấu máu của Genji, yêu cầu đầu tiên đặt ra của họ là phải đi thường từ hòa đến thắng để tạo được áp lực, tạo được khoảng trống cho những góc cấu máu của mình. Đây là điều không phải là dễ. Ezreal là một vị tướng đi đường, bạn nếu như bạn muốn thắng đường, bạn phải dựa hoàn toàn vào việc kỹ năng định hướng của bạn trúng. Còn nếu không thì sát thương của bạn sẽ rất hạn chế, sát thương của bạn là sát thương đơn mục tiêu nữa, không dễ để bạn có thể đẩy đường được, đặc biệt là đối đầu với lại Varus. Và đây là Varus tốc độ đánh của Guma Yuxi. Vâng, và khi thấy bên phía bên kia có một con Skarner cùng với một hỗ trợ chống chịu tốt như là Leona, thì tôi nghĩ rằng Varus tốc độ đánh đánh theo kiểu on hit thì nó sẽ là tốt hơn dành cho Guma Yuxi. Còn ở khu vực đứng giữa vừa rồi ở ngay cấp 1 thì Corki của Chovy đã chấp nhận câu chuyện trao đổi máu với Faker để giành quyền đẩy trước. Vòng rừng sẽ là vòng rừng trái cánh tới từ cả hai người chơi rừng. Cannon thì ở khu cánh trên, còn Sejuani trong tay Honor sẽ ở cánh dưới. Và liệu rằng có một pha xâm lăng rừng nào đó tới từ Cannon lên khu vực bùa đỏ của T1 hay không đây? Faker đang cố gắng để có thể đẩy được, nhưng chúng ta cũng thấy rằng cái áp lực ngay từ những cấp độ đầu tiên của Chovy là lớn đến như thế nào. Anh ta vẫn đảm bảo chỉ số lính trong một hai đợt lính vừa rồi, mà cái áp lực cấu máu của anh ta vẫn có. Tuy nhiên, với lợi thế là kỹ năng gây sát thương vào lính tốt lan ra, Faker vẫn đang đẩy được. Nhờ Chovy vẫn thể hiện được khả năng kiểm soát những cái pha phi thạch của đối phương rất là tốt nha. Đây không phải lần đầu tiên anh ta thể hiện điều đó ở tại mùa giải năm nay. Ở tại trận đấu mở màn của Genji thì anh ta cũng thể hiện khả năng lách những pha phi thạch rất tốt. 12/12, Faker chỉ có được 8/12 với những áp lực cấu rỉa mạnh tới từ Corki của Chovy. Faker thì đã phải dùng khá là nhiều lượng năng lượng của mình, nhưng ít nhất là những gì Faker đang làm được là đảm bảo rằng đường giữa không bị đẩy, hoặc chính xác hơn là T1 này có một chút xíu lợi thế ở đường giữa để tránh việc áp lực đến từ Cannon sẽ khiến cho Honor gặp khó. Tại vì trong những cấp độ đầu tiên này, con Sejuani sẽ khó mà có thể cạnh tranh được về tốc độ farm quái so với lại Nidalee. Hết năng lượng, có lẽ Faker sẽ cần phải suy nghĩ đến câu chuyện dịch chuyển trở lại đường giữa để có thể tiếp tục đi đường cùng với Chovy. Và cách biệt về mặt chỉ số farm khu đường giữa bắt đầu có. Khu đường dưới thì với lợi thế vòng rừng đầu từ trên xuống của Cannon thì bộ đôi Pay cùng với Lehen đang rất là tự tin trong việc đẩy cao. Nhưng mà người đang làm tốt hơn về mặt chỉ số farm đó là Guma Yuxi. Kẻ đấu khu vực đứng trên thì vẫn đang là một kẻ đấu có lợi về mặt chất tướng với sải tay dài của TF trong tay của Zeus, cùng với vòng rừng đầu mà Honor hướng lên cánh trên. Nhưng liệu rằng có một cơ hội nào để họ có thể tấn công băng trụ hay không thì có vẻ là không. Vì Kin quá kinh nghiệm, anh ta giữ máu cực kỳ tốt. Cannon thì quyết định là không ăn cua dưới mà anh ta giật về cua trên à. Pha khởi đầu rừng của Honor và Cannon bây giờ cạnh tranh nhau cua trên vừa kịp. Cannon tới chậm một tí, như vậy là ngay lập tức anh ta phải đổi hướng xuống cánh dưới.
Hồi nãy tôi đang nói là cái đầu tư thời gian của Gumi Uchiha và lại Kira ở cái khởi đầu mùa xanh đã giúp cho anh rất là nhiều. Ừ. Họ bỏ rất là nhiều thời gian, họ chấp nhận xuống đường dưới trễ hơn rất nhiều so với lại Bay và Lehen để đảm bảo rằng anh không bị chậm trong việc giải quyết vòng lần đầu tiên. Còn pha xử lý sát thương vừa rồi của Guma là cực kỳ tốt, nhưng Bay cũng lao lên, anh ta dứt điểm rồi không thiêu đốt, thành công, đó là chiến công đầu cho Lehen. Và khi Cannon có mặt liệu rằng Kira bắt buộc phải tốc biến để thoát khỏi một pha đu thiên đỉnh kiếm tới từ vị trí của Lehen, và đó là một pha đua kill thành công. Khi Lehen rất kinh nghiệm nha, anh ta đầu tư tốc biến của mình để lấy cái thanh tẩy của đối phương trước, và sau đó anh ta mới đẩy thiêu đốt vào. Và sát thương thiêu đốt trong pha vừa rồi của Lehen chính là sát thương dứt điểm được Guma Yoshi. Và thế lính thì nó lại cực kỳ khó, không chỉ là có đua kill thành công mà việc Cannon có mặt ở khu vực cánh dưới nó khiến cho lính ở một chỗ rất là chết chóc. Bộ đôi đường dưới của Tiêu Anh hiện tại đang không có tốc biến ở cả hai người, và lính ở cái chỗ khó như thế này, nếu như Cannon ghé qua khu vực đường dưới là họ đi chắc. Lehen đã là người lao vào trước và Kera bắt buộc phải tung hiệu khống chế của mình để giữ chân Lehen lại. Qua đó thì kèo giữa hai xạ thủ là kèo 1-1 mà Pay đã trượt một pha phá bán thần bí. Nhưng khi thấy rằng xạ thủ đối phương hở sườn và Kera đã hết hiệu khống chế để có thể trả đòn, thì Leona của Lehen là người hồi chiêu nhanh hơn với bộ kỹ năng của Leona, và anh ta đã làm đủ tốt để giúp cho Genji là những người có được chiến công đầu. Đây, lính ở một chỗ rất khó chịu, đẩy không được, nằm ngay trước trụ của đối phương. May mắn lúc này vòng rượu Kenyan ở cánh trên, Honor cũng ngay lập tức phải có mặt ở cánh dưới để đảm bảo rằng bộ đôi đường dưới của mình có được sự an toàn. Anh ta cũng xử lý khá là nhanh, khi thấy ở cái thế lính này thì tổ chức một pha ăn rồng, Kenyan vẫn sẽ phải giải quyết bãi chim. Như vậy đây có thể là rồng lửa dành cho T1. Tôi nghĩ rằng với tốc độ ăn đến từ Honor cùng với Guma Yoshi sẽ là đủ nhanh, vì cái vòng dừng đầu thì Honor không tốn quá nhiều thời gian như là Cannon. Anh ta có được cua trên với tốc độ đi rừng là đủ nhanh sau khi nhận được sự hỗ trợ của Guma Yoshi và Kera. Và sau đó thì anh ta có cái vòng rừng thứ hai cũng rất là thông thoáng, có được cho mình một con rồng nguyên tố để gia tăng thêm cái lượng kinh nghiệm. Tức là cái tốc độ lên cấp độ 6 của Honor trong ván đấu này là rất nhanh, và đó là điều cần thiết để anh ta có thể hỗ trợ các đường của mình. Nhưng có một điểm là hồi nãy trong cái phần video nhắn nhủ trước thì mồm Jovi thì nói đánh vui thôi anh. Vào game thì có vẻ bật cái chế độ siêu hạt lên với một màn trình diễn đi đường đang camera chiếu chúng ta coi hai đợt lính đầu thôi. Nhưng mà các bạn hãy nhìn chỉ số lính kìa, một cái áp lực kinh hoàng mà Jovi đang tạo ra ở đường giữa. Và điểm lỗi của Koki này là nó chỉ cần lên đúng một cái giày thủy ngân thôi, nó vẫn có được cái lượng sát thương rất lớn. Và bên cạnh cái sự đa dụng đến từ cái giày thủy ngân này về mặt kháng phép cùng với hiệu khống chế, thì nó đang có thể giúp cho Jovi có được áp lực sớm hơn. Và áp lực này đang đủ để bên phía của Genji có thể hướng tới những con sâu lượt một tại khu vực cánh trên. Vì cánh trên của bên phía T1 có hai cái chiêu cuối không có sát thương, đó là cú định mệnh của TF hay là cái mặt đất dậy sóng của Faker. Thì việc giao tranh ở cấp độ 6 với bên phía của Genji sẽ là điều tương đối khó khăn. Nhưng mà ít nhất là với TF đường trên đang farm tốt, đường dưới của MLC farm tốt, và các bãi quái rừng của Honor cho tới thời điểm hiện tại vẫn đang thuộc về anh ta, thì tổng tiền T1 vẫn chưa thua nhiều, 500 là tiền từ chiến công đầu mà thôi. Đó là cái mạng chiến công đầu mà Lehen khai thác được ở khu vực cánh dưới. Nó chưa phải là một cách biệt quá lớn ở tại thời điểm này, nhưng rõ ràng đội bên phía của Genji cũng đang có được cái điều kiện cần của đội hình cấu rỉa, đó là có sức đi đường ổn, không bị thua, và vẫn đang có những dẫn trước nhất định tới từ vị trí của Jovi. Sắp sửa cấp độ 6 là cái ngưỡng sức mạnh đầu tiên mà đây vừa nói xong, thì Honor đã cấp 6 với Bola Băng. Không biết là anh ta sẽ chuẩn bị dùng cái Bola Băng của mình như thế nào. Lúc này đợt lên ở đường dưới vẫn đang ở chỗ khó, nhưng mà Kenyan thì vẫn chưa xuống đường dưới một lần nữa, cho nên bộ đôi Guma Yoshi với lại Kera đang tương đối an toàn. Chưa có nhiều những diễn biến sau khi cả hai bên chấp nhận đánh đổi mục tiêu lớn đầu tiên của ván đấu, đó là rồng dành cho T1 và sâu dành cho bên phía của Genji. Còn ở khu vực đứng giữa thì Faker lúc này không có dịch chuyển. Ngưỡng máu và năng lượng hiện tại của Faker đang rất báo động và có lẽ sẽ cần thêm sự hỗ trợ tới từ Honor ra khu vực đứng giữa. Nhưng mà có kiểu Jovi có lẽ cũng sẽ không có nhiều áp lực nữa ở khoảng thời gian này, khi anh ta cũng đang ở ngưỡng năng lượng tương đối thấp. Và cùng xem là ở tại mục tiêu lớn thứ hai thì cả hai bên sẽ thể hiện khả năng kiểm soát nó như thế nào, đó là sâu 2 cùng với rồng 2. Honor chuẩn bị có bùa đỏ, và ở khu vực cánh trên thì đợt lính này Doran đang ở chỗ hơi xấu một tí, thì không biết có ý định lòn lòn qua hay không. Honor đang tìm cách để vượt qua được bùa lợi cua để tấn công vào Doran. Đây là hướng mà anh ta đang muốn tấn công. Đường dưới thì Kera cố gắng giữ đợt lính phía ngoài trụ, còn bộ đôi của Genji sẽ cố gắng đẩy vào vị trí rồi. Bài vàng đang được chọn, Honor cũng sẵn sàng bộ đa băng. Bài vàng đã tung ra giữ chân của Kin lại. Kin đang tìm góc để chạy nhưng đã bị ngăn chặn bởi đột kích băng giả, và Kin khá là khó để thoát pha này. Một cú bài vàng nữa, bộ đa băng chồng lên, một đều cho T1. Không có giày thủy ngân, và tôi nghĩ có giày thủy ngân cũng rất là khó sống trong pha vừa rồi khi mà Kin đang đẩy quá cao. Và quan trọng là Honor đã có một cái pha vòng tầm nhìn khá là hay nha. Anh ta đánh đường vòng cung rất là xa để né tầm nhìn ở khu vực hang sâu hư không, và sau đó tiếp cận được. Thì đó là một pha gánh thành công dành cho các thành viên bên phía của T1 tại khu vực cánh trên bản đồ, với mà hạ gục cũng được nhường lại dành cho Zeus.
có tầm nhìn, cho nên bộ đôi của T1 họ không bất ngờ với tình huống tấn công này. Họ cũng không né được tình huống phóng lao của Canyon, nhưng bởi vì họ không ngạc nhiên với pha đứng rình đó, cho nên là nguy hiểm tạm thời trôi qua. Canyon vẫn chưa gỡ gạt lại được thêm mạng sau tình huống tấn công đường trên của anh. Nhưng những áp lực tới từ Canyon trong khoảng thời gian vừa qua, khi mà Gumayoshi đang có dấu hiệu bị Pay tấn công của Villehen, đúng rồi, cái chỉ số farm á, là Pay bắt đầu bắt kịp lại chỉ số farm so với Gumayoshi rồi. Đó là một tín hiệu tốt dành cho đội bên phía của Genji. Như chúng ta nói thì rất cần những con như Eri hay là Koki có được lợi thế đi đường để gia tăng thêm cái sức mạnh cho đội bên phía Genji về giai đoạn giữa van đấu, khi đội hình của họ là đội hình cấu rỉa. Còn đây là một pha đánh đường vòng rất tốt tới từ Honor. Một tình huống E và Kin bị chặn lại và anh ta không có gì để rút lui cả. Đó là mạ hạ gục để giúp cho T1 có thể có được một lợi thế ở một đường cánh nhằm có được chiến thuật đẩy lẻ thuận lợi với TF cùng với Thalia. Ngoại trừ khu vực đường giữa đang bị dẫn lính thì tôi nghĩ rằng T1 cũng đang ở trong một trạng thái khá là tốt ở ván đấu đầu tiên này. Đường trên con TF vẫn làm khá tốt nhiệm vụ, đường dưới mặc dù đã bị rút ngắn khoảng cách hoặc thậm chí chính xác là vượt lên, nhưng những gì mà Gumayoshi đang có vẫn là ổn với chỉ một lần nằm xuống. Định mệnh được kích hoạt để lấy thông tin. Và như vậy là bên phía T1 không gặp bất kỳ khó khăn nào cả, họ biết Canyon ở cánh trên. Không có bất ngờ với vị trí đứng tới từ Canyon, và đây sẽ là một tình huống đổi đường đến từ các thành viên bên phía của T1 lên khu cánh trên. Gumayoshi sẽ lên cánh trên để kiểm soát những con sâu lượt 2. Vì sâu lượt 1 đã thuộc về bên phía Genji rồi nên là T1 rất quyết tâm trong việc cạnh tranh những con sâu lượt 2 với đối phương, và Genji thì có thể suy nghĩ câu chuyện nó an toàn hơn là đổi lấy một con rồng cánh dưới. Đúng vậy, nhìn vào cái thế hiện tại thì tôi nghĩ rằng với việc đã dồn xạ thủ lên cánh trên và rừng của họ thì có ý định cũng đang di chuyển lên trên. Nhưng mà góc này thì Zed anh ta có tốc biến, đã tốc biến nhưng vẫn bị giữ chân lại. Bay đang tiếp cận, Thái Dương Hà Sang đã trúng và quá khó cho Zed để có thể sống được. Mạng dành cho Bay. Như đã nói thì Genji sẵn sàng câu chuyện là đổi mục tiêu, và vừa rồi họ đã kéo người xuống cánh dưới để khai thác, mà con Twitter Fate của Zed đẩy quá cao và không có đủ tầm nhìn thì Zed đã không thể thoát khỏi một chuỗi hiệu khống chế tới từ Leona trong tay của Lehen. Đó là mạng thậm chí được nhường lại dành cho xạ thủ của Genji nữa, thì đây là một pha trao đổi mà rõ ràng là bên phía Genji sẽ lời hẳn một mạng dành cho Pay. Đồng ý, họ chỉ mất sâu mà thôi. Việc có được thêm mạng cho xạ thủ và đặc biệt là lấy được cái tốc biến của Zed khiến cho vài phút sắp tới họ có thể tìm cách để tấn công vào đường trên của T1 một lần nữa. Những con sâu này nó sẽ không phải là bước lùi quá lớn gì cả, bởi vì chỉ đơn giản là cân bằng về tỷ lệ sâu, còn rồng thì thuộc về Genji. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống xử lý tới từ Lehen. Anh ta dùng tốc biến của mình để ép tốc biến của Zed, và khi cái bài vàng hết thì Zed cũng không có gì để có thể rút lui nữa cả. Đó là một pha thiêu đốt mà Lehen đã ngừng sát thương lại để giúp cho Pay là người có được mạ hạ gục, giúp cho anh ta tiếp cận đến cái tam hợp kiếm sớm hơn. Pha đó rất là ảo ma, tôi tưởng đâu là cái phát đánh thường cuối cùng của Lehen là ăn cái mạng rồi đó. Nhìn cái pha đó rất là giống là Lehen ăn mạng, nhưng bằng một cách nào đó mạng vẫn rơi vào tay của Bay. Và qua đó thì xạ thủ của Genji đã có được cái tam hợp kiếm ở thời điểm tầm 11-12 phút. Đó là một thời điểm giúp cho Eril của Pay có được sức đẩy đường, có được sức tấn công để hỗ trợ thêm cho Genji về cái áp lực đoạn giữa trận với đội hình cấu rỉa của mình. Còn rớt sau pha nằm xuống vừa rồi, anh ta để mất hai lớp khiên trụ đường dưới và thêm cả một lượng chỉ số farm rất lớn mà anh ta đã để mất. Điều đó khiến cho anh ta đang là người farm không hơn được so với con Skarner phía bên kia của Kin. Nhưng đây là một pha mà T1 biết được là bên phía Genji đang có định khai thác vào một con TF không có tốc biến, nên Seizuni của Honor đã có mặt kịp thời để chống một tình huống bằng trụ. Có một khoảng trống dành cho xạ thủ của T1 ở khu vực cánh dưới. Một mình Gumayoshi đang hy vọng rằng sẽ lấy được thêm một hai lớp giáp trụ để tăng tiền cho bản thân mình. Nhưng ngay lập tức Genji không để cho anh ta thoải mái đến như vậy với tình huống dịch chuyển phòng ngự của Kin. Và áp lực vẫn đang được giữ cho bên phía Genji. Họ tiếp tục áp lực vào Zed, người không có tốc biến. Nhưng phía sau Zed đang có một con Rail của Caria sẵn sàng một tình huống chống băng trụ. Và Genji những gì họ muốn làm là đẩy đường, khai thác khiên trụ, kiểm soát bản đồ khu cánh trên, nhằm chuẩn bị cho con sứ giả của ván đấu này sẽ xuất hiện sau khoảng chừng một phút hơn nữa. Nhưng mà trước đó thì Kin đã đầu tư cú dịch chuyển xuống khu vực đứng dưới. Điều đó đồng nghĩa với việc là nếu như có giao tranh ở tại khu vực cánh trên diễn ra tại con sứ giả thì Genji sẽ không có được cú dịch chuyển của Kin. Thời gian thì thực ra cũng còn khá là lâu nữa, hơn một phút nữa sứ giả mới ra, thì vẫn còn một số tình huống có thể xảy ra trong khoảng thời gian này. Bộ đôi của Genji giả vờ như bấm bê về, đang đứng đợi trong bụi. Người đi vào là Caria đi thẳng vào. Anh ta vẫn có một pha xuống người để thoát đi, lấy được thái dương hạ sàng của đối phương. Phản xạ cũng là rất nhanh tới từ Caria, nhưng anh ta vừa dính một loạt sát thương tới từ Pay. Một Eril đã có tam hợp kiếm và kích hoạt thành công sẵn sàng tấn công, thì đó là nửa cây máu mà hỗ trợ của Thuyền vừa để mất. Cannon cũng đang có mặt tại khu vực cánh trên, và mặc dù là không có sự xuất hiện đến từ Kin khu vực cánh trên, nhưng áp lực đẩy đường vẫn đang thuộc cho bên phía của Genji để họ kiểm soát khu vực sông trên tốt hơn. Và liệu rằng con sứ giả này thì quyết định đưa ra từ phía Genji sẽ là gì đây? Thực ra họ có thể quyết định một cách an toàn khi mà không có chiêu cuối của Lehen để có thể giao tranh, thì họ sẽ xuống cánh dưới áp lực vào trụ và băng trụ Faker. Genji đang đánh không có quá nhiều những cái pha tràn lên một cách máu lửa, nhưng các bạn hãy nhìn cái khoảng cách về tiền họ đang tạo ra tăng tiến rất bền vững. Từ phút thứ 3, thứ 4 trở đi, bây giờ là phút thứ 14 và họ đang dẫn trước khoảng chừng gần 2000 rồi.
Và cái tốc độ này nó vẫn có thể gia tăng lên trong khả năng sắp tới khi bắt đầu họ sẽ vào được những cái thế cấu máu với đội hình của mình. Và để xem liệu rằng Chovy đã có đủ cái lượng tiền để về nhà giải phóng lấy cái tam hợp kiếm hay chưa. Có vẻ là anh ta đang muốn về lấy tam hợp kiếm, anh ta vừa ngắt cú bấm B về. Và đứng dưới thì Faker vừa có một pha quang địa chấn nhằm phá mắt đối phương mà thôi, chứ không phải là một pha tấn công. Lượng chống chịu tới từ Kin cũng có đôi chút với cái băng giáp của mình. Và đang là một tình huống mà bên phía của Gen.G đẩy cao khu vực cánh trên, đứng giữa đẩy trước dành cho Ezreal của Pay. Anh ta có quyền đẩy cao và anh ta thực sự sẽ có được tốc độ đẩy cực kỳ nhanh với con Ezreal có tam hợp kiếm sớm của mình. Còn đứng trên thì Chovy cũng tiếp tục đẩy đường và áp lực tới từ con Twitter Face của Zeus là không quá nhiều dành cho Chovy. Bây giờ chuẩn bị tới bài toán một bên thì ra chiêu, một bên thì né chiêu. Khi mà Gen.G đã xong ngưỡng trang bị lớn đầu tiên của mình, tôi nghĩ rằng Chovy chuẩn bị về và lấy thôi. Thì một bên sẽ tung chiêu, bên còn lại né. Hoặc là T1 sẽ tìm cách để mở giao tranh trước khi mà ba con tướng cấu máu của Gen.G bắt đầu phát huy tác dụng, để coi cái nào làm được trước. Vì không có dịch chuyển nên là Kin đã đi bộ lên khu cánh trên và chấp nhận mất những đợt lính khu vực đứng dưới. Với một Skarner thì anh ta có quyền hy sinh những lợi thế cá nhân của mình như vậy để hỗ trợ thêm cho đồng đội trong việc áp lực. Và Faker sau đợt đẩy, anh ta quyết định là giao tranh 5v5. Vẫn chưa có máu được nhiều lắm, nhưng mà T1 vẫn bắt đầu phải tiến vào. Faker dựng tường, Boloban tung tới, họ dùng sát thương vào một mục tiêu. Quăng đi chấn thành công hai người. T1 có được điểm hạ gục đầu tiên cho Faker. Guma cũng có mạng nhưng khoảng trống vẫn có cho Bay và Canyon. Phía này Chovy lui về, con sứ giả vẫn còn đó. Zed đang tiến lên quăng bài vàng vào Canyon. Có người lao theo, có một mũi tên nhưng Zed thấp máu. Chovy đã dứt điểm được Zed. Phần còn lại T1 đang phải rút lui. Bay quy cực kỳ chuẩn xác và tạo điểm thêm Faker. Ba thành viên còn lại của Gen.G vẫn có được pha giao tranh thắng lợi, họ vẫn lời hơn. Họ vẫn lời hơn trong pha vừa rồi vì họ chắc chắn là những người có được cơ hội để kiểm soát con sứ giả. Và bên phía T1 đã có một pha giao tranh đầu tiên thì khởi đầu rất tốt với một pha trồng hiệu khống chế tới từ Carrier cùng với Faker. Và họ ngay lập tức có được hai ma hạ gục của hai chống chịu đối phương. Nhưng pha dấn sâu đến từ bộ 4 các thành viên bên phía T1 đã bị các thành viên bên phía của Gen.G hồi mã thương. Và sát thương tới từ con Ezreal của Pay vẫn được đảm bảo rất lớn cùng với Corki của Chovy. Tình huống mở giao tranh, T1 bắt buộc phải mở sớm trước đội hình cổ máu của đối phương. Và họ đã làm rất tốt khi đã vô hiệu hóa được hai mục tiêu là tuyến đầu của đối phương, nhưng họ không tìm được tuyến sau. Ba con tướng gây sát thương tầm xa của Gen.G vẫn vận hành rất tốt, họ cứ trả sát thương liên tục bằng những kỹ năng định hướng chính xác của mình, không hụt cái gì cả. Những kỹ năng định hướng vô cùng chuẩn chỉ tới từ Pay, và thực sự là bên phía của T1 có những cái tốc biến tới từ Carrier, có những cái tốc biến tới từ Faker, nhưng họ đã không có cơ hội để dùng nó trong pha vừa rồi sau những cái loạt sát thương của một con Ezreal có bùa đỏ và có tam hợp kiếm. Rõ ràng là lợi thế cho bên phía của Gen.G sau tình huống giao tranh tại khu vực sứ giả, và họ đang có một con sứ giả trên người của Cannon. Khu vực cánh dưới cũng đã có trụ cho bên phía của Gen.G, đó là trụ một toàn bản đồ với thêm một lượng tiền nữa chảy vào túi của Chovy. Với con sứ giả này chắc chắn sẽ có trụ một đường giữa cho bên phía của Gen.G, leo lên cho nó đủ sự chắc chắn phá trụ và sau đó thì dịch chuyển lên cánh trên để giữ trụ. Faker chưa thể nào phá được cái trụ này. Doran đã, xin lỗi, anh Kin đã có mặt ở đây. Và con rồng này thì khó nha. Lehen mượt luôn. Lái con sứ giả xuống cánh dưới. Con rồng này thì Kin vừa dùng dịch chuyển lên khu vực đứng trên và Gen.G ăn nó với tốc độ là không đủ nhanh. Tức là Kin sẽ cần phải xuống cánh dưới để có thể giúp cho bên phía của Gen.G có được cơ hội để giao tranh. Đang là những tình huống cấu rỉa tới từ Chovy. Bola băng hàn nó chỉ làm chậm, nó có choáng Chovy trong tình huống này. Chẳng tương, Lehen đang là người kẹt lại. Chovy không thể cứu hỗ trợ của mình, tốc biến đã được sử dụng rồi. Lehen vẫn kẹt lại Thái Dương hạ sang. Ui, có pha sống sót. Đã được hồi máu bởi Canyon đúng không? Đúng rồi, Canyon đã có một pha e hồi máu và Kin đang bắt đầu di chuyển xuống cùng ánh sáng tới từ Ezreal của Pay. Honor không còn bao nhiêu máu nữa cả. Và đó là một tình huống bắt lẻ hỗ trợ không thành công tới từ bên phía của T1. Vẫn có rồng dành cho bên phía của Gen.G trong pha này và họ không phải trả giá bằng trụ một đường trên. Kin vẫn xuống kịp, áp lực của Kin khiến cho bên phía T1 bắt buộc phải rút lui mà thôi. Gen.G có hai con tướng, họ vẫn có con Nidalee đi rừng nhưng họ vẫn có Soraka mà Canyon cầm để có thể giúp cho Lehen sống sót sau pha vừa rồi. Và khi T1 đã đầu tư Bola băng mặt đất dậy sóng, không có được điểm hạ gục thì tất nhiên là họ mất rồng. Đội hình bên phía đối phương đội hình bốc mà còn linh hồn rồng nước nữa thì khó chơi nha. Linh hồn rồng nước và ba rồng nước nữa là cực kỳ khó chơi cho bên phía của T1. Vừa rồi thì Faker đã có một pha hình như là nhả chiêu cuối hơi sớm thì phải, và anh ta không vượt qua được bức tường của khu vực hang rồng và anh ta cũng không bồi thêm được cái quang địa chấn vào để giúp cho bên phía của T1 có thể dứt điểm được Leona của Lehen. Nhưng phần còn lại của T1 cũng không có đủ sát thương dứt điểm. Họ bị thiếu đi một chút sát thương để có thể lấy mạng một con Leona không còn tốc biến. Đó là giá trị của Leona ở tại meta hiện tại, rất trâu. Bây giờ thì T1 đang tiếp tục cố gắng tìm cách để mở giao tranh. Họ bắt buộc phải làm như vậy tại vì chúng ta đang thấy rằng nếu như để cho Gen.G cấu máu thì chắc chắn sẽ trúng. Tỷ lệ trúng của họ đang rất là cao với những kỹ năng cấu máu tầm xa của mình. Honor sẽ phải mở liên tục, Kira sẽ phải cố gắng mở liên tục bằng mọi giá để tránh việc đội hình của mình mất máu trước khi giao tranh thực sự diễn ra. Nhưng những kỹ năng quan trọng để mở giao tranh của T1 nó cũng có thời gian hồi không hề ngắn. Và đó là pha mở tới từ Carrier. Họ bắt được Chovy, Chovy tốc biến qua tường.
Honor lao theo nhưng phần còn lại của T1 thì không đến được. Kenyan rút lui về, Guma lao lên, anh ta không dứt điểm được. Kenyan cùng ánh sáng bắn, nó trúng hai ba người và T1 đã thất bại trong việc dứt điểm đối phương, thì họ sẽ phải trả giá, họ mất thêm một người nữa. Kerea đi chung với Guma Yushi. Kenyan chưa dừng lại, anh ta tiếp tục lao theo, mũi lao may mắn cho rất là nó không trúng. Nhưng Kennen tiếp tục có một pha vòng ra phía sau bên phía của T1 để tiếp tục tấn công, và người đang bị kẹt lại trong trụ đó là Faker. Faker không dùng được chiêu cuối, anh ta cũng sẽ phải nằm xuống chung với đồng đội của mình trong pha này mà thôi. Giao tranh thắng lợi hoàn toàn trên phía của Gen.G, và họ vừa có những pha thoát chết trong gang tấc với những người một chấm máu, một chấm máu, nhưng không ai phải lên bảng đếm số đến từ phía của Gen.G cả. Solo tay đôi giữa Kennen và Honor. Honor không có nhiều đồng đội phía sau và anh ta bắt buộc phải suy nghĩ đến câu chuyện rút lui. Cạnh tranh trừng phạt thì Kennen trừng phạt tốt hơn, và Honor đang phải bỏ chạy trước áp lực tới từ con Nidalee của Kennen. Honor còn tốc biến, mũi lao không thành công, và Kennen quyết định rút lui hài lòng với con bùa đỏ mà anh ta cướp được. Con Nidalee và Kennen đang bắt đầu thể hiện sự khó chịu của mình. T1 đã rất nỗ lực, họ biết đội hình của mình cần phải làm gì và họ đã làm đúng điều đó. Họ phải mở giao tranh, họ phải bắt lẻ, nhưng rất tiếc là họ vẫn không đủ sát thương để có thể dứt điểm được một Gen.G đang thi đấu rất hay với những tình huống né của mình. Rớt đáp xuống và anh ta chọn bài đỏ, và hình như anh ta ném vào cái W của Kennen. Anh ta ném vào cái W, cái bẫy dập của Kennen. Và sau đó thì khi Kim đến, mọi chuyện là vét mạng như thế nào đến từ phía Gen.G mà thôi. Và những chủ lực phía sau của Gen.G, Chovy, Pay đang có sát thương, họ đang liên tục có mà hạ gục. Và T1 đang thực sự không có được những lợi thế ở dạng giữa trận sau những tình huống giao tranh thua đến như vậy. Họ đang có dấu hiệu đuối hơn về tiền trông thấy rồi, những chủ lực của Gen.G đang quá say. Tới thời điểm hiện tại thì đã có thể nói rằng điều kiện thắng của Gen.G đã được kích hoạt, là đội hình bốt, đội hình cổ máu đã có được lợi thế, và giờ đây chỉ đơn giản là họ cứ liên tục sử dụng lợi thế đó, chuyển hóa nó thành kỹ năng định hướng và sau đó chuyển hóa thành sát thương vào đội hình của T1 mà thôi. Kerea đang cố gắng lòn ra phía bên hông để tấn công một con Ezreal vẫn còn hai phép bổ trợ. Đó là một tình huống tấn công mà bên phía T1 tôi cảm giác là họ chưa thực sự sẵn sàng, bởi vì đó cũng là tình huống ngẫu nhiên khi mà Chovy vừa đánh hạt thông nổ xuống thì Kerea quyết định mở nhanh, và phần còn lại của T1 cũng phản ứng lại trong tình huống vừa rồi với trạng thái là chưa sẵn sàng lắm, rất chưa thể chọn được bài với cú định mệnh của mình để đáp xuống nhanh hơn nhằm bắt được Corki của Chovy. Và để rồi khi mà Gen.G phản công ngược trở lại thì họ đã có tới mạng hạ gục thứ 8, cách biệt về tiền là hơn 5.000 tiền, điều kiện thắng đảm bảo tuyệt đối cho đội bên phía của Gen.G. Và những con tướng cần gây sát thương của Gen.G như các bạn đang thấy ở trên màn hình, Bay và Chovy vẫn làm xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đây là những con tướng gây sát thương bằng kỹ năng định hướng. Và ngày hôm nay trong ván đấu đầu tiên này, Bay và Chovy rất ít hụt, vừa đi đường tốt, farm tốt so với đối phương, có đùa kill lẫn cả những tình huống giao tranh tổng 5v5. Thì Gen.G đều đang cho thấy được phong độ của nhà đương kim vô địch là tốt đến như thế nào. T1 đang có định khai thác Chovy, người không có phép bổ trợ tốc biến, nhưng có những cái bẫy dập mà Kennen đặt ra để lấy thông tin, và Chovy sẽ không gặp nguy hiểm trong pha này. Và với tình huống kéo nhiều người lên cánh trên như vậy của T1 thì cánh dưới của họ đang để hỏng dành cho một con Skarner trong tay của Kim, tiếp tục đẩy vào trụ 2. Cần có người của T1 về để có thể phòng ngự đứng dưới. Phóng một hồi thì nó cũng phải trúng đúng không? Rớt đang đi đâu đây? Anh ta dùng chiêu cuối định mệnh cố gắng để chạy nhưng không thể nào được. Baron ông ta, tôi nghĩ là bên phía của Gen.G có thể suy nghĩ đến câu chuyện ăn Baron, bởi vì đây rồi. Họ chưa tốn nhiều tài nguyên lắm cho ma hạ gục vừa rồi của Rớt nha. Họ chỉ tốn cái thái dương Asa mà thôi. Họ vẫn còn những công cụ mở khác tới từ Skarner của Kin. Và T1 đang dần dần bị mất những cái lượng tầm nhìn ở tại khu vực cánh trên bản đồ. Chắc chắn áp lực lên Baron đến từ phía Gen.G là có, vì hai xạ thủ của họ có dư DPS, nhưng họ quyết định an toàn. Chắc là đánh điều kiện thắng rồng nó sẽ dễ hơn, an toàn hơn. Siêu chắc luôn. Gen.G đang rất muốn đảm bảo là cái chuỗi thắng của mình trước T1 phải được giữ nguyên. Họ đã có thể gọi là mở hơi láo một tí vào Baron để ép một pha giao tranh tiếp theo, nhưng không, có tiền rồi thì lui về. Rồng chuẩn bị ra, 9 giây nữa rồng ra, xài tiền xong ăn con rồng 3 đã tính gì tính. Rất biết cách xài tiền, rất biết cách để có thể trừng phạt những sai lầm của bên phía T1. Và vừa rồi là rớt với một con Twitter Fate mỏng như một tờ giấy. Anh ta có một cú chiêu cuối lấy tầm nhìn nhưng anh ta không chạy được. Nhưng đây là một tiếng Honor đang đi chung với Kerea để kiểm soát tầm nhìn. Họ bị bắt lại bởi bộ đôi Lehen cùng với Kin. Và Kin thì cũng có đôi chút sát thương nhưng chưa đủ để làm khó được Honor trong pha này. Bốn con tướng chống chịu đập nhau nhẹ nhẹ. Nhưng Honor nửa cây nha. Đúng rồi, tại vì con kia là con tướng chống chịu 2024. Thì Honor mất máu là đúng. Ok, đã có con rồng tiếp theo cho Gen.G, đó là con rồng nước thứ hai, cũng là rồng nguyên tố thứ ba của họ. Đánh rất đúng điều kiện thắng, cần thì họ đợi luôn con rồng tiếp theo cũng được. Đây là một thời điểm mà bên phía của T1 những chủ lực của họ cũng đã có được hai đồ lớn, với Guma Yoshi đó là cuồng đao ở món trang bị thứ hai, hay là Faker đã có được một cái trượng hư vô, tức là họ đã có lượng sát thương để có thể xuyên qua dàn chống chịu của Gen.G rồi. Nhưng rõ ràng là thời điểm mà họ xuyên qua được dàn chống chịu của Gen.G thì tuyến sau của Gen.G cũng đã có thể lấy đi rất nhiều tài nguyên và thậm chí là cả mạng của những chống chịu tuyến đầu của phía T1 như là Sejuani hay là cả Rell nữa. Vì cái lượng sát thương của Chovy cùng với Pay, cái ngưỡng sức mạnh đồ 3 của họ sẽ đến cực kỳ sớm luôn. Tại vì cái sức mạnh của T1 trong một pha giao tranh đó là sau cái chuỗi combo đầu tiên, Bola băng, rồi sức hút kinh hoàng, bài vàng.
thì họ có thể dứt điểm được Lehen với lại Kin, nhưng mà sau đó thì họ sẽ phải đối mặt với ba cỗ máy sát thương còn lại mà không còn lượng CC chính xác nữa, không lượng CC dễ trúng nữa. Thì cái vấn đề đó chúng ta đã thấy ở pha giao tranh trước, bây giờ tới pha giao tranh Baron thì không biết sẽ như thế nào đây. Tiếp tục là câu chuyện một bên cấu máu bên mở, Kera lại mở, giữ chân canh nhìn lại, Guma xích lại, sát thương đâu vẫn chưa đủ, Faker lao thẳng tới tấn công tiếp vào Chovy. Lehen là người đang kẹt lại, bộ đoàn quăng vào luôn, nhưng Lehen wow. vẫn sống, còn Faker thì không. Quá trâu, quá khỏe, quá chính xác, bay lao thẳng lên bắn liên tục vào Guma Yuzi, và người đang phải bỏ chạy và người tiếp theo nằm xuống có lẽ là Kera. Một ván đấu mà Kera cực kỳ chịu khó mở và tìm những góc mở, nhưng họ không có sát thương dứt điểm. Lehen lại hồi lại đầy cây máu với con Leona giáp máu Gomez của mình. À, đi rồi, không có bất kỳ một cơ hội nào cho T1 trong ván đấu đầu tiên nữa rồi. Tất cả những gì bên phía T1 làm được là lấy đi cái tốc biến của Cannon mà thôi. Họ không có sát thương để có thể dứt điểm con Nidalee này. Dây thủy ngân đã có đến từ Cannon và thậm chí đội hình bên phía Genji có tới 4 cái dây thủy ngân. Thì hiệu không chế đến từ phía T1 là có, nhưng nó không đủ để họ có thể giữ chân Cannon đủ lâu. Và khi mà Genji thực hiện những pha phản công được trở lại, T1 vô cùng mỏng và dễ tan vỡ. Đội hình này của Genji không hề dễ vận hành một chút xíu nào cả, phải khẳng định với các bạn như vậy. Với rất nhiều những kỹ năng định hướng cần phải được làm và khả năng đi đường không phải quá mạnh, nhưng họ đã làm được, họ đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Và tới giai đoạn sau thì những kỹ năng định hướng của họ, lúc này các bạn đã thấy là sức mạnh của T1 đã không thể nào vượt qua khả năng chống chịu đến từ bên phía Genji nữa rồi. Và cái lực chống chịu của T1 cũng không đủ để chống lại cái lực sát thương quá lớn đến từ tập thể về phía Genji. Faker vừa lao vào, anh ta dính choáng và sau đó thì anh ta bị Corki của Chovy lấy luôn cái quyền trượng đại thiên sứ, và kể cả có lớp lá chắn tới từ quyền trượng, nó cũng không đủ để Thalia của Faker có thể sống sót trong pha vừa rồi để dùng tốc biến nữa cơ. Và khi Leona của Lehen vào tanh đến nơi đến trốn đi ra hồi máu lại với giáp máu của Bok, họ băng trụ hai để lấy thêm những hạ gục, tổng cộng là 4 mạng sau con Baron vừa rồi nữa, thì cách biệt về tiền hơn 10.000 tiền cho phía Genji. Ván 1 đã có kết quả, bây giờ vấn đề chỉ là đợi Genji dứt điểm nó mà thôi. Và T1 sẽ qua đội 1 ở ván 2, làm lại từ giai đoạn cấm chọn để có thể cố gắng tìm kiếm hy vọng của mình. Chứ với chất tướng này, linh hồn rồng này và Baron này thì tôi nghĩ rằng không quá 30 phút đâu. Và thực sự đây là một ván đấu mà Genji đang vận hành cái đội hình của họ nó thực sự rất là mắc ping luôn. Không có bất kỳ một cái sai lầm đáng kể nào đến từ cánh dưới của họ với những chủ lực như Corki hay là Ezreal cả. Mỗi người đều đã có được 3 trang bị lớn và cái lượng sát thương đến từ Corki hoặc Chovy rất hết trắng cây máu đi về mà Big thôi. Bom nó trúng là đi rồi đó. Big Bom nó trúng là chắc chắn đi rồi, nhưng về được là người về thôi chứ nhà thì chạy đi đâu. Hai cửa cho Genji, phút thứ 27 và Genji đang bắt đầu tiến vào trụ bảo vệ nhà chính của T1. Thái Dương Hà Sang bắt Faker phải tốc biến, Olaban tung ra, nhưng làm sao có thể dứt điểm cho Chovy khi đồng đội ta đứng kế bên như vậy. Và người đầu tiên nằm xuống là Kera, Lehen lại mở tốt, Guma Yuzi là nạn nhân tiếp theo. Và phía bên này thì Zed cũng không sống sót được quá lâu nữa. Genji toàn diệt T1 trong ván đấu đầu tiên, họ đang tìm kiếm cú quét sạch của mình. Faker quăng gạch ngược ra nhưng không đủ sức, một mình Honor còn lại cố gắng giữ mạng, nhưng nhà chính của T1 thì đã đổ bể trước Genji rồi. Và hãy nhìn những chủ lực như Ezreal cùng với Corki trong pha giao tranh vừa rồi, họ thậm chí còn chẳng cần phải dùng đến cái tốc biến để làm cái gì cả, vì áp lực của T1 là không có bao nhiêu. Hai xạ thủ của Genji lên tiếng ở trong pha giao tranh cuối cùng với khả năng xả sát thương một cách thoải mái. Những chống chịu của T1 không đủ chống chịu, những chống chịu của Genji thì dư chống chịu vì T1 không có sát thương. Một ván đấu được vận hành đội hình cấu rỉa vô cùng chuẩn chỉ và những sách giáo khoa dành cho về phía Genji. Ezreal cùng với Leona vẫn là một combo đi chung với nhau khá là hiệu quả, khi mà một con tướng có hiệu không chế, một con tướng có khả năng sốc sát thương và cũng rất là cơ động. Trong giao tranh và ván thi đấu vừa rồi thì Pei cũng rất là thành công với Ezreal. Và thậm chí là ván này thì áp lực đi đường khi mà không còn Varus đứng dưới nữa của Guma Yuzi nó cũng không đến mức gọi là quá nhiều về mặt đẩy đường nữa. Ván trước thậm chí là kèo Ezreal cùng với Varus đã có đùa kill dành cho đường dưới phía Genji. Đúng rồi. Thì ván này tôi nghĩ là cái kèo đấu đường dưới nó còn dễ thở hơn nữa dành cho họ. Tại vì cái kèo con Ezreal này được cái là nó sẽ theo Leona rất là tốt trong những tình huống mà Leona all in. Leona nếu như bạn all in mà xạ thủ của bạn không có đủ độ cơ động để có thể tiếp cận được thì nó sẽ rất là dễ bị hớ và hở sườn. Nhưng mà với Ezreal thì Leona e trúng thì Ezreal e lên theo rất là dễ, và họ đã làm điều đó ở trong ván đấu thứ nhất để có được dual kill. Tiếp tục tin dùng vào bộ đôi này cho bên phía Genji. Đội hình của hai bên có một chút xíu điều chỉnh ở trong ván đấu này khi Faker đã phải sử dụng Tristana, một con tướng mà thực ra tỷ lệ thành công của ta trong khoảng thời gian gần đây không cao, nhưng bắt buộc phải lấy thôi chứ không thể nào mà né khỏi meta được nữa. Tôi nghĩ là ở tại thời điểm này thì bất kỳ đội nào tại LCK cũng bắt buộc phải biết chơi Tristana cùng với Corki, hoặc là phải có những con bài khắc chế nó, bởi vì nó đang thực sự là meta. Và dừng AP thì tôi nghĩ là nó là điểm lợi dành cho Cannon luôn rồi. Ở meta này anh ta có thể đánh được quá nhiều những con tướng dừng AP, Karthus, Nidalee, rồi Thalia, Brand, hay là những con tướng chống chịu thì anh ta vẫn đánh nó quá tốt đi. Và trong khoảng thời gian vừa qua thì rõ ràng là anh ta cũng đang spam Nidalee liên tục.
vì mức độ hiệu quả của nó vẫn rất cao. Nó không phải là một màn trình diễn Nidalee out jungle quá khủng khiếp hay là đi cướp rừng out level gì cả. Khi chỉ hồi máu thấy ghê nữa. Thì anh ta đúng là anh ta hồi máu mấy cái rất là chí mạng để giúp cho đồng đội của mình sống. Và cuối cùng thì Genji có được thắng lợi. Ván thi đấu thứ hai giữa T1 và Genji đã chính thức bắt đầu khi mà đương kim vô địch thế giới T1 đã chuyển sang bên phía đội 1 và đương kim vô địch LCK, đương kim vô địch MSI Genji qua bên phía đội 2. Và đây là ván đấu đầu tiên mà các thành viên bên phía của T1 lựa chọn một con Tristana ở khu vực đường giữa. Ván đấu trước thì họ đã không còn Azir bị bên phía của Genji cấm đi, nhưng ván thi đấu thứ hai khi được hở ra thì họ cũng không lựa chọn Azir mà thay vào đó họ lựa chọn trước một con Tristana dành cho Faker. Cùng xem là cái áp lực mid rừng bên nào sẽ tốt hơn. Cả hai đều là sát thương vật lý đường giữa và sát thương phép đi rừng. Và cùng xem là đường trên cái kèo tanker giữa Kin cùng với Just. Kèo tanker 2024 tôi nghĩ là sẽ xuất hiện khá là nhiều ở tại mùa hè năm nay, đó là Santé đối đầu cùng với Skarner. Ở ván đấu trước thì hồi nãy camera cho chúng ta coi khoảng chừng 3 đợt lính đầu á, Jovi không hụt con nào cả. Và anh ta vừa giữ chỉ số lính, vừa đứng lên trao đổi chiêu thức và ép máu ép năng lượng của Faker. Nhưng mà kèo này thì đã khó hơn rất nhiều với một con tướng cận chiến đường giữa của Jovi. Thì để coi là anh ta có làm được tốt như là cái kèo đấu trước với Corki hay không. Không phải là dễ nha. Vừa rồi thì pha di chuyển tới từ Kin đã mang lại một thông tin cho bên phía của Genji. Đó chính là cái vòng rừng của Honor sẽ là vòng rừng từ khu cánh trên xuống. Tương tự như vậy đối với Nidalee của Cannon thì anh ta cũng ăn vòng rừng từ cánh trên xuống. Và ngày thi đấu hôm nay là một ngày thi đấu mà anh ta quyết định dùng Nidalee đòn phủ đầu để gia tăng thêm cái lượng kinh tế có được. Và khu vực đứng dưới thì cạnh tranh đẩy đường. Thiên đình kiếm vào. Đúng thời điểm của Mayushi bắn viên đạn thứ tư. Đây là một cái cách để cho những người chơi hỗ trợ kiểm soát con Jin của đối phương. Bạn mở vào thời điểm mà Jin vừa hết đạn thì chắc chắn không có khả năng chống đỡ. Và cấp độ 1 thì chỉ có một cái lưu đạn nhảy múa, nó không phải là một kỹ năng có quá nhiều sát thương để có thể làm khó được một Leona đã kích được dư chấn. Đó là những pha trao đổi rất gắt gao đến từ cả hai bên để cạnh tranh cái khả năng đầy đường khu cánh dưới bản đồ nhằm giúp cho người chơi đi rừng của họ có thể kiểm soát được cua. Đứng giữa thì kèo đấu chất tướng thuận lợi, Faker cũng lát hit rất tốt hai đời lính đầu tiên không trừ con nào cả. Và với thế đẩy thuận lợi đến từ Faker, đó sẽ có thể là một tiền đề giúp cho Honor là người dễ kiểm soát cua dưới hơn. Kèo đấu đã thay đổi và cơ sở để T1 thắng đường giữa đã có. Vấn đề chỉ là lúc này Honor sẽ đảm bảo rằng Faker không gặp đe dọa, bởi vì Tristana luôn luôn sẽ là những pha nhảy cao lên, đẩy cao lên liên tục với áp lực bắt buộc đối phương phải farm phòng trụ. Nhưng ván này thì Chovy có vẻ là lát hit trượt hơi nhiều nha. Cái áp lực từ Tristana của Faker là rất lớn và Chovy vừa mất máu nhiều vừa mất rất nhiều chỉ số farm. Nhưng với khả năng phục hồi đến từ một con Yone bước cho thần tốc và khi Doran ngọn gió thứ hai thì có lẽ anh ta sẽ vẫn tiếp tục trụ lại được khu đường giữa. Áp lực rất là lớn tại Faker lấy sẵn sàng tấn công. Anh ta muốn tối đa hóa khả năng gây sát thương trong những tình huống mà Chovy bước lên để ăn lính. Thì đó là điều mà nãy giờ Chovy gặp khó khăn, anh ta phải cố gắng ăn rất là nhanh rồi giật về. Chứ nếu không thì để cho Faker kích được sẵn sàng thì máu anh ta chịu không nổi. Canyon có mặt ở cánh dưới, Honor cũng có mặt ở đây. Mắt được cắm, hai bên đang vờn nhau. Và tấm thảm được trải ra khiến Canyon phải nhảy về. Nhưng góc di chuyển tới từ Honor đã bị khép lại bởi Canyon. Và đó là một pha di chuyển rất nhanh xuống bụi cỏ chạc ba. Nhưng cua chưa ra, liệu rằng có một pha di chuyển tới từ Faker để hỗ trợ hay không? Quyết định là không. Đó là đứng dưới đẩy cho bên phía Genji. Một tiền đề quá tốt để người chơi đi rừng bên phía của Genji có được con cua dưới. Và Honor bắt buộc phải giật lên khu vực cánh trên để kiểm soát cua trên mà thôi. Cũng không cần phải cô sống cô chết làm gì cả. Faker đang làm rất tốt khu vực đường giữa với kèo chất tướng này. Thì Honor cứ ăn cua trên, nơi mà Zed đang tạm thời đẩy được. Và ta áp lực xuống cánh dưới. Canyon quyết định lao vào tấn công chung với lại Lehen. Thiên đỉnh kiếm đã trúng và phản ứng rất nhanh của Guma. Nhưng ta vẫn đang bị tấn công. Trụ bắn, chiến công đầu dành cho Kerea. Mỗi bên mất một người. Mỗi bên mất một và đó là chiến công đầu dành cho Kerea. Nhưng Genji có thể hài lòng với pha trao đổi vừa rồi vì người nằm xuống đó là Lehen. Còn Guma Yoshi nằm xuống thì anh ta sẽ mất ít nhiều về mặt chỉ số farm so với pay phía bên kia. Và với vòng rừng đầu có được chiến công đầu, tất nhiên là cái lượng trang bị mang ra tới từ Cannon sẽ là rất lớn. Honor đang có mặt ở tại khu vực cánh trên với một tình huống có định ganh vào Kin hoặc là cướp bãi người đá. Nhưng bãi người đá này không chỉ đơn thuần có Cannon mà sẽ có thêm cả Leona của Lehen nữa nha. Họ đang có ý định tấn công vào Honor. Họ biết Honor muốn làm gì và Honor đã phải tốc biến. Anh ta chỉ lấy được con quái đá nhỏ mà thôi. Đảm bảo được quái vật rừng ở vòng rừng thứ hai dành cho Cannon mà anh ta không phải trả giá cái gì cả cho tình huống băng trụ khu đường dưới. Phản ứng vừa có chiến công đầu vừa có được giấy pháp sư ở vòng rừng 2 mà không mất tốc biến, không mất bất kỳ bãi quái rừng nào cả. Chúng ta cùng xem lại pha băng trụ khi mà Lehen xử lý rất chuẩn chỉ. Khi mà không hụt kỹ năng, bắt buộc Guma Yoshi phải sử dụng hai phép hỗ trợ của mình và đảm bảo rằng xạ thủ của đối phương nằm xuống. Chưa kể là mạng chiến công đầu rơi vào tay của Kerea thì đó là một tình huống trao đổi hoàn toàn có lời, nhưng Honor không có tốc biến, bị Cannon tiếp cận rồi. Bắt buộc phải chạy.
mạng không biết có giữ được hay không. Lao phóng, nó đã hụt. Ngay lập tức Faker dịch chuyển từ nhà ra để cố gắng hỗ trợ Honor, nhưng quái rừng thì vẫn mất. Đó là một pha xâm lăng rừng đến từ Cannon hoàn toàn có cơ sở với một con Nidalee có lợi thế vòng rừng đầu với chiến công đầu. Và việc không có tốc biến khiến cho Honor cũng không có đủ cơ sở để ở lại nữa. Đường giữa Faker đang đi đường tốt thì bị Cannon ghé thăm và bắt buộc phải giật về với dậm nhảy tên lửa. Một áp lực đến từ Cannon và giúp cho Chovy dễ thở hơn kèo đấu mình. Có vẻ như với những điều chỉnh về mặt chất tướng giữa hai đội thì ván đấu này Cannon đã cảm thấy mình cần phải làm nhiều thứ hơn. Và ta đúng đã làm nhiều thứ hơn thật. Tổ chức băng trụ ở cánh dưới, lên cánh trên phòng ngự, cướp rừng tiếp ở trong tình huống tiếp theo và giải tỏa bớt áp lực cho Chovy ở khu vực đường giữa. Với rất nhiều những diễn biến vừa qua thì chỉ số tiền của hai bên vẫn đang cân bằng nha. Chovy lao lên, xin nhẹ máu của Faker nhưng đã bị đối phương đẩy ra. Faker vẫn bị áp lực và mất đi con xe to trong pha vừa rồi. Một pha tấn công rất có ý đồ tới từ Chovy và khiến cho Faker bị trượt chỉ số farm xe to. Và sau những áp lực tới từ Ken thì Chovy đã dễ thở hơn một chút. Anh ta không còn thua farm quá nhiều so với Faker phía bên kia nữa. Và việc mất đi cú chiêu cuối cũng có thể sẽ khiến cho con Tristana của Faker không còn được những áp lực để tấn công con Yone phía bên kia. Chovy sẽ được farm. Nhưng vẫn không dễ dành cho Chovy. Anh ta cố gắng tích quy, lao lên chém Faker, hất tung được Faker nhưng vẫn phải giật về bởi vì bọc chất nổ đã được gài lên đầu anh ta. Cannon vẫn đang rất năng nổ với con Nidalee này nhưng Faker và Order đang di chuyển thẳng tới đây. Faker đang bấm B về. Sâu đã ăn xong, Faker vẫn đang bấm B về. Và con cua này thì không có trừng phạt đến từ Honor à? Faker bị giữ chân lại, Chovy lao lên nhưng đã hụt chiêu cuối của anh ta. Honor ném gạch, sát thương chưa đủ và lao lên thành công bắt buộc Faker phải tốc biến bỏ chạy. Còn cú quăng địa chấn của Honor chỉ mang tính chất phòng ngự mà thôi. Nét vẽ thành công, Lehen lao thẳng vào trụ, trụ đang bắn anh ta nhưng Bay đang lao theo. Một mạng đổi một mạng, tôi nghĩ rằng Genji là những người lời. Tại vì Bay vẫn còn sống, còn Guma lại lên bảng rồi. Guma lại lên bảng thêm một lần nữa trong ván đấu này. Và quan trọng là khi Guma có mạng thì phía bên kia Pay cũng là người có mạng chứ không phải là Lehen. Liên tục là những pha mà Lehen chấp nhận đổi mạng với xạ thủ đối phương. Còn khi đó ở khu cánh trên thì đã là những lợi thế dành cho Cannon trong việc kiểm soát những con sâu lượt một. Honor không những không có cua mà lại không kiểm soát được cái đợt sâu thứ nhất. Và đó sẽ là lợi thế về mặt chỉ số farm, về mặt kinh nghiệm dành cho người chơi đường rừng bên phía của Genji. Còn ở khu vực đường giữa thì Chovy có một pha chiêu cuối nó hơi hớ đà, nhưng cũng may mắn là bên phía Genji cũng không phải trả giá quá đắt cho tình huống tấn công của họ. Lòng vòng một hồi bây giờ Chovy lại là người hơn lính rồi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống đua kill khu đường dưới trước đã. Chovy đang nhận được những sự hỗ trợ rất đắc lực tới từ Cannon để anh ta có thể xử lý kèo khó với Tristana của Faker. Còn đây, một loạt những kỹ năng định hướng được triển khai rất tốt tới từ Pay. Pay xử lý của Ezreal vừa rồi rất là tính khi mà anh ta đã né được Kera để đặt được đúp vào người của Guma. Tại vì nếu như pha đó mà anh ta không đặt được đúp vào người Guma thì chắc chắn không đủ sức dứt điểm. Anh ta đầu tư tốc biến luôn, đầu tư tốc biến để có thể gắn được W vào người của Guma Yoshi. Họ chấp nhận câu chuyện đổi mạng giữa Lehen cùng với Guma Yoshi mà thôi. Và lúc này thì sau hai đều, Genji đang là những người có được lợi thế với một chút tiền chênh lệch và có được sâu lượt một. Họ chấp nhận câu chuyện là buông bỏ những con rồng nguyên tố cánh dưới ở giai đoạn đầu của ván đấu. Tuy nhiên vẫn là một cái tín hiệu tôi nghĩ rằng tương đối lạc quan và là T1 không? Khi mà lúc này họ vẫn đang không thua quá nhiều, họ sẽ có con rồng đầu tiên. Sâu thì ba con sâu đầu tiên thôi và đành phải chấp nhận. Tổng tiền như các bạn đang thấy thì Genji nhỉnh hơn khoảng chừng 500. Kera lao vào mở, anh ta bắt được Cannon. Faker nhảy tới, Honor dựng tường và họ dứt điểm được Cannon. Sau đó tiếp tục tấn công vào Lehen nhưng Lehen đã vào được trụ. Đó là một tình huống mà Cannon không có đủ thông tin về mặt tầm nhìn để anh ta có thể phản ứng lại với pha tấn công nhanh của Kera. Và với lượng chống chịu ở tại đầu trận của một con Nidalee nó không đủ nhiều để Cannon có thể sống sót. Anh ta tốc biến cũng không qua được bức tường quá dày vừa rồi. Và đó là một mà hạ gục vô cùng quý giá để T1 có thể vươn lên dẫn trước. Đó là một mạng hạ gục quan trọng, nó giúp cho Faker không chỉ là giữ được cái lợi thế, anh ta đang rất cần nguồn tài nguyên ở khu vực đường giữa. Cái tốc độ tăng tiến sức mạnh của một con xạ thủ đi đường giữa nó phụ thuộc rất nhiều vào chuyện anh ta lên được trang bị lớn đầu tiên sớm đến như thế nào. Và cái mạng hạ gục vừa rồi nó sẽ giúp cho Faker tăng tốc độ có được trang bị lớn đầu tiên của mình lên rất nhiều. Và sau khi tấn công pha vừa rồi thì T1 cũng đã phải đầu tư khá là nhiều cái lượng tài nguyên của mình, nhưng họ vẫn đang muốn tiếp tục giao tranh thì phải. Bay đã lui về được nhưng Lehen là người kẹt lại, anh ta vẫn còn tốc biến nhưng Honor đang tới. Kera cũng thấp máu, Bay đánh thường liên tục, đánh thường thì không thể nào né được. Và tiếp tục lột điểm hạ gục nữa dành cho Bay. Thái Dương hạ sang đã trúng, Honor có mặt ở đây, quăng địa chấn đã trúng. Nét vẽ cũng trúng, sân khấu mở ra, Lehen phải che. Nhưng che thì hai người cùng đi, Cannon là người đổi người lao vào. Và Honor chỉ một phát đánh thường nữa, ta đã gục ngã. Guma Yoshi đủ đạn hay không? Ba thành viên Genji thấp máu, viên đạn cuối cùng dành cho ai? Bắn một người thì ba người kia còn lao vào. Guma không lao lên được, phóng lao, nó hụt. Không có sát thương đến từ một con Jin của Guma Yoshi và Pay tự tin lao lên nhưng anh ta chưa phá bán thần bí rồi. Giao tranh liên tục diễn ra trong khoảng thời gian vừa qua và rõ ràng Genji vẫn đang là những người có được ưu thế. Họ vừa có một pha khai thác tới hai mà hạ gục của đối phương cực kỳ tốt.
Sau một pha lên bảng của Kennedy, anh ta ngay lập tức trở lại xuống khu cánh dưới. Và Carrier có ý định mở nhắm tới các thành viên bên phía của Gen.G ở khu vực đường dưới. Nhưng khi mà Honor có mặt thì ngay lập tức Kennedy cũng có mặt ở tại điểm nóng đó, để có thể ngay lập tức thực hiện một pha phản công giúp họ gỡ lại hai mạng sau khi Kennedy lên bảng điểm số ở pha trước. Bằng một cách nào đó, Gen.G không mất người trong pha giao tranh ở đường dưới, khi mà hai thành viên của họ là Lehen và Bay đã rất thấp máu với một sân khấu tử thần được dựng lên của Gumayusi. Nhưng sau khi mà Lehen đỡ phát đạn đầu tiên thì Kennedy vào đổi người, họ không nằm xuống. Gumayusi còn đúng viên đạn cuối cùng, và ba thành viên Gen.G thậm chí là bước lên cao và bảo là bắn đi, anh ta bắn viên đạn thứ tư thì chắc chắn anh ta có mạng, nhưng anh ta cũng đi luôn. Anh ta không dám dấn lên để có thể bắn viên đạn cuối cùng. Và đây là một pha mà Honor đã không có đủ chống chịu trước sát thương tới từ Kennen. Cú tốc biến cũng không cứu nổi Honor. Và Gumayusi có một pha tốc biến né theo đỉnh kiếm, thì cái góc tốc biến của anh ta nó lại không đủ tầm để dứt điểm Kennen phía bên kia. Và đó là 4 mạng cho bên phía của Gen.G, cùng với cách biệt về tiền là 1.000 tiền tại thời điểm này. Còn ở đường trên thì Zed có vẻ như đang gặp khó một tí. Jin thì sắp hết năng lượng, tuy nhiên là chỉ số lính. À, chỗ này là chiêu chiêu yên bình nhất. Đội là đây là cái đường chiêu nhất rồi đó. Đây. Đang cảm thấy, nếu mà các bạn cảm thấy cánh dưới căng thẳng quá thì chúng ta đi chữa lành khu vực cánh trên với Kin và Zed. Vừa rồi khu đường dưới thì Lehen cũng bị tấn công, nhưng mà anh ta là một Leona đã có được cái giày thủy ngân rất trâu rồi. Nét vẽ trượt tới từ Guma cũng không giữ chân được anh ta lại. Một pha quyết định bỏ sâu lượt 2 tới bên phía của T1, tức là đồng nghĩa với việc Gen.G sẽ có 6 sâu trong pha đấu này. Nhưng pha bỏ sâu vừa rồi của Honor, anh ta cũng không khai thác được gì ở khu vực đường dưới cả. Anh ta đang cố gắng áp lực, ít nhất là đang giữ được một cái áp lực khiến cho Bay và Lehen phải lùi về phía sau. Đây là một cái pha xử lý tôi nghĩ rằng mặc dù là không có một cái lợi thế trực tiếp nhưng mà cũng được. Là đây, vừa rồi chúng ta thấy việc có mặt của Honor ở cánh dưới đã khiến cho Bay và Lehen phải đi về. Sẽ có khoảng chừng 2 đến 3 lớp giáp trụ dành cho Gumayusi. Nhưng mà bắn đi một khoảng thời gian đứng giữa thấy lệch lính nó hơi nhiều nha. Đó, vấn đề là nó nằm ở chỗ đó. Bây giờ chênh lệch lính ở khu vực đứng giữa đang nghiêng về cho Chovy, và Faker thì có mà hạ gục nên anh ta cũng không bị thua tiền quá nhiều. Nhưng trong khu vực rừng thì rõ ràng Nidalee của Kennen đang là người có được ưu thế trông thấy so với Thalia của Honor. Và với 6 sâu nữa thì cái lượng kinh nghiệm của anh ta đang là rất lớn. Và lúc này thì ở cánh dưới bản đồ, khi Kennen trở lại, botlane bên phía Gen.G đã có cơ hội để có thể bước lên. 13 phút trôi qua, ván đấu đang khá là căng. 3 điểm hạ gục cho T1, 4 cho Gen.G. Chênh lệch về tiền không đáng kể, chưa tới 1.000. Yuvi đang liên tục lao lên để trao đổi máu với lại Faker. Có cảm giác rằng Faker bây giờ trao đổi là lỗ không đó? Vì Chovy có khả năng phục hồi rất là tốt nha. Anh ta có một cái huyết trượng, anh ta có bước chân thần tốc, và điều đó khiến cho anh ta rất là tự tin cho những pha chơi hit khi mà anh ta có khả năng phục hồi tốt hơn so với Tristana của Faker. Faker thì đang cố gắng đẩy nốt đợt lính, áp lực Q3 của Chovy là rất nhiều, và Faker sẽ xử lý nốt 2 con lính này, sau đó thì đoạt mệnh trượt tới từ Chovy. Faker cũng đầu tư chiêu cuối để giữ máu và sau đó rút lui mà thôi. Nãy giờ thì Chovy vẫn chưa tung ra cú đoạt mệnh chính xác một lần nào cả, mới chỉ mang tính chất đe dọa khép góc và đẩy lui đối phương về mà thôi. 24 giây nữa là rồng ra. Hai đường giữa vừa rồi không có chiêu cuối, nhưng các vị trí còn lại đều sẵn sàng để có thể tổ chức một pha giao tranh ở khu vực hang rồng. Con rồng lửa này khá là ngon, mặc dù là rồng 2 thôi, nhưng mà rồng lửa này sẽ một chút xíu sát thương ở giai đoạn mid game, là điều mà cả hai đội đều muốn. Rồi đường trên thì cũng chỉ là những pha va chạm chiêu chiêu, nhưng rõ ràng là Skarner có sát thương theo phần trăm máu. Nó bắt đầu tỏ ra rất khó chịu, nhưng mà quăng địa chấn thành công đến Honor. Sát thương có đủ hay không đây? Chovy còn tốc biến, anh ta đã tốc biến, Faker nhảy lên theo, nhưng anh ta có một cú dịch chuyển ngược trở lại. Canh nhìn lao theo dí Faker về, anh ta vẫn đang ở dạng bảo chuyển dạng người, đặt bẫy ra. Như vậy là dịch chuyển đã bị ngắt, Zed đã lao lên để ngắt dịch chuyển. Đó là cú ngắt dịch chuyển thành công tới từ Zed, và Kin đã không thể đáp xuống được. Nhưng đó cũng không phải là bất kỳ một ma hạ gục nào dành cho cả hai bên cả. Chỉ có phép bổ trợ tốc biến của Chovy đã mất mà thôi. Faker về nhà, dịch chuyển trở lại khu vực đứng giữa. Chovy vẫn đang được sự hỗ trợ tới từ Lehen để đón cái tân lính này một cách an toàn và không chịu áp lực băng trụ khi anh ta đã không có phép bổ trợ tốc biến. Dịch chuyển của Chovy chưa hồi kịp, nhưng ở cánh dưới bản đồ lúc này đang có một con rồng nguyên tố bị bên phía của T1 khai thác, thì Gen.G chắc là bỏ để ăn sứ giả mà thôi. Bắt buộc họ không có dịch chuyển ở đường trên, và đường giữa của họ cũng đang phải bấm B về. Lúc này thì Bay vẫn chưa về được bởi vì Kera đang đứng đợi kế bên, anh ta sẽ cố gắng câu nhiều thời gian nhất có thể. Liệu rằng có một tình huống tấn công nào đó sau con rồng nguyên tố này tới từ Honor hay không đây? Pay vẫn đang ở khu vực đứng dưới. Năng lượng còn lại của anh ta không nhiều, nhưng rõ ràng là Ezreal có tốc biến, có thanh tẩy, thì cơ hội băng trụ cho phía T1 là không nhiều. Và Honor chỉ dừng lại một pha gây áp lực cướp bùa xanh, sau đó thì giật về phần rừng bên phía của T1 mà thôi. Cùng xem là Gen.G sẽ xử lý con sứ giả cánh trên này như thế nào. Họ sẽ nhắm tới, với việc là các trụ còn nhiều máu như vậy, chắc là trụ đứng giữa sẽ là mục tiêu khả quan nhất dành cho bên phía Gen.G. T1 tôi nghĩ rằng đã đánh phần nào đó là tốt hơn ở trong ván đấu này, nhưng cái vấn đề là thứ nhất là Chovy khu vực đường giữa anh ta vẫn đang farm tốt 148 dị số lính. Thứ hai là nguồn sát thương tiếp theo từ bên phía của Gen.G đó là Bay đang rất xanh. 202 mặc dù bị rất nhiều áp lực của Honor nhưng vẫn là 140 dị số lính. Và ta còn có thêm 2 mạng hạ gục, 2 mạng hỗ trợ nữa. Thì tam hợp đang cầm trên người rồi.
Chỉ có top dừng bên phía T1 đang là không bị chênh lệch quá nhiều bởi đối phương về mặt chỉ số farm thôi. Nhưng rõ ràng là Cannon sẽ có được cái khả năng gây áp lực với những đòn cấu rỉa rất tốt khi Nidalee của anh ta đã có được 2 ma hạ gục. Vừa rồi là một pha phóng lao để cấu rỉa tốt, bóc luôn cả khiên vàng thượng giới của Kharia. Còn khi đường giữa là một con Eri có tam hợp thì Guma Yoshi vừa bị mất đi khoảng chừng 80% máu cùng ánh sáng đẩy vào đến từ vị trí Pay. Nhưng Guma tỉnh táo né được, nhưng máu hiện tại của anh ta không đủ để tiếp tục trụ lại khu đường giữa nữa rồi. Ezreal Hàn Quốc đây rồi. Lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến cái mà đã từng là thương hiệu của xạ thủ Hàn Quốc, là những pha xử lý Ezreal cực kỳ chuẩn xác và đảm bảo sát thương tối đa. Pha vừa rồi nhìn hơi cực kỳ. Không có gì cả, chỉ là một pha cạnh tranh tầm nhìn một chút thôi. Và khi mà Ezreal xanh đẩy ra khu đường giữa đây thực sự là một con tương lỗi. Nó sẽ đẩy đường liên tục với hồi chiêu cuối nhanh. Có thể spam chiêu cuối để đẩy đường khi mà hồi chiêu cuối sẽ được giảm đi nếu như bạn bắn những pha bắn thần bí trúng mục tiêu. Và khu vực đường giới lúc này sứ giả được bên phía Genji triệu hồi, đoạt mệnh, ép tốc biến của Faker. Giật ra ngay lập tức, nhưng Lehen anh ta cũng né hết chiêu. Sứ giả sẽ hút trụ dành cho Genji, họ vẫn đang tiếp tục giữ áp lực. Mà vừa rồi Kenyan phóng lao hụt, nét vẽ đã trúng, Kharia lao lên, sân khấu mở, Kenyan bị kẹt lại và ta nằm xuống sát thương cuối cùng từ Kharia. Faker nhảy tới bắn, Lehen cũng đi luôn, hai mạng cho T1. Hai mạng gỡ gạc cho bên phía T1 sau khi họ để mất trụ một toàn bản đồ vào tay các thành viên bên phía Genji sau con sứ giả vừa rồi. Và lợi thế về người lúc này sẽ được bên phía của T1 đẩy thẳng ra khu vực đứng giữa. Với sự xuất hiện đến từ cả rớt xuống khu cánh dưới nữa, thì liệu rằng Genji dịch chuyển được dùng tới từ Chovy để giữ trụ. Anh ta đáp xuống, xuất hồn ngay lập tức. Quăng địa chấn thì Bay đã né bằng dịch chuyển cổ học của mình. Trong khoảng thời gian này thì một mình Kim đang đánh trụ, nhưng mà tốc độ phá trụ của anh ta mặc dù có 6 sâu vẫn hơi chậm. Nó có lẽ sẽ chưa đủ đợt lính để Kim có thể khai thác trụ một đường trên của bên phía T1. Nhưng mà rõ ràng đó là một đợt đẩy mà bên phía T1 cũng chưa đủ sức để lấy trụ một đường giữa của Genji. Và chỉ cần trụ một đường giữa còn thì Bay vẫn sẽ có trụ giữa lưng để anh ta tiếp tục đẩy đường với con Eri của mình. Chúng ta cùng xem lại pha tấn công rất sâu vào phía sau trụ từ bên phía Genji sau khi họ đã lấy được trụ 2. Nhưng sự chính xác đến từ Guma Yoshi, anh ta giữ vị trí rất lặng lẽ, không cho đối phương biết mình ở đâu. Nét vẽ trúng để kết hợp CC chung với lại Kharia đã giúp cho họ có hai mạng hạ gục vô cùng quan trọng. Nét vẽ chuẩn chỉ, sân khấu cũng rất chuẩn chỉ tới từ Guma Yoshi để giúp T1 gỡ được hai mạng trong pha vừa rồi. Bản thân anh ta cũng có được một. Và đó là những sự gỡ gạc cần thiết để bên phía T1 có thể bắt kịp được về lượng trang bị với Genji. Lúc này thì T1 đang là những người kiểm soát dòng tốt hơn với hai dòng nguyên tố. Tiền thì họ thua đôi chút, nhưng hai dòng này là một tiền đề để họ có thể kéo dài ván đấu, và linh hồn rồng nó cũng chỉ là linh hồn rồng gió mà thôi. Linh hồn rồng gió thì nó thực ra nó cũng khá quan trọng, cái điểm là hai đội cũng có khá nhiều kỹ năng định hướng. Thì nếu như cầm được nhiều linh hồn rồng gió thì né chiêu dễ hơn, như Kharia đang làm. Nãy giờ Chovy vẫn chưa đặt mệnh trúng nha, nhưng phía bên này thì hết chạy rồi. Và đó là mạng thậm chí nhường lại dành cho Pay với một con Eri đang quá xanh. Anh ta có nhiều sát thương và anh ta có sát thương dứt điểm cho pha vừa rồi. Mặc dù là một tình huống đoạt mệnh tiếp tục không thành công tới từ Chovy, nhưng nó ép được cái tốc biến tới từ Honor. Và thêm cả một mạng nữa dành cho Eri của Pay thì anh ta đang quá xanh với 302 KDA. Một ngày thi đấu mà hai lần sử dụng Eri trong hai ván đấu khác nhau đều đang cực kỳ thành công dành cho xạ thủ Genji. Một kịch bản đang rất quen thuộc của Genji trong khoảng thời gian gần đây. Rất nhiều người chơi xuất sắc và Pay là người có được mạng. Anh ta đang có 3 trên tổng số 5 mạng của Genji, hai mạng còn lại thuộc về Kenyan. Nhưng họ không cần phải lo về chuyện chia sẻ tài nguyên. Về tài nguyên chia sẻ như vừa rồi là hoàn toàn hợp lý khi mà vẫn đảm bảo được nguồn sát thương đến từ cả Kenyan lẫn Pay. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha mà Kharia là người bị mở, mặc dù anh ta đã rút lui với một cú hắc kim thuật, có kích được dư chấn né được Q3. Nhưng khi dính thái dương Asan thì phía sau có Ezreal, có Nidalee, đó là nguồn sát thương quá lớn tới từ hai chủ lực có nhiều mà hạ gục của Genji. Và Kharia đã không có đủ sức để có thể chống chịu. T1 muốn có một cuộc Aram nhẹ không đứng giữa để lấy trụ, nhưng trụ này nó chưa phải là đủ máu để bên phía T1 có thể khai thác nó một cách dễ dàng. Rất quyết liệt, Genji biết rằng cái trụ này quan trọng đến như thế nào và họ dùng tất cả mọi thứ họ có để có thể giữ được nó. Và tạm thời trụ vẫn còn, Kharia đi vào bụi, anh ta bắt một cái lui ra ngay lập tức. Hai bên đang bắt đầu đấu kỹ năng định hướng với những phát bắn chắc chắn sẽ bắt đầu từ bên phía Genji. Z muốn di chuyển xuống đường dưới, nhưng Kim nói rằng ở lại đây chiều tiếp. Bây giờ Kim nói là tôi sẽ 1-1 với Z và tôi không đi được thì anh cũng đừng có đi đâu. Để cho cánh giữa của tôi 4-4. Dịch chuyển luôn. Faker là người dịch chuyển, như vậy là Z vẫn ở cánh trên. Và Kim là người đẩy được đường trước thì anh ta thậm chí có thể là người ra tay trước với những cú dịch chuyển bọc sau chẳng hạn. Đâu rồi đó, bắt đầu có những phát bắn trúng rồi. Găm được đúp vào, Faker phải lui ra, rất tối, rất khó né chiêu. Rồng đang được ăn, Yu Anh cần phải đi vào, Z đã dịch chuyển thẳng, Kim cũng dịch chuyển thẳng. Rồng sẽ mất hết kiên nhẫn và quay trở lại hàng của mình. Z bắt buộc phải lao lên để tránh những pha cấu máu liên tục đến từ Bay. Bay đang có mùa xanh hay không? Không có. Anh ta đang ở 50% năng lượng. Bỏ rồi. T1 bắt buộc phải bỏ. Họ không tìm được góc để có thể giao tranh với bên phía của Genji và họ đành phải hài lòng với việc giật về kiểm soát thành công một trụ của Genji mà từ nãy đến bây giờ họ chưa thể nào ăn được. Họ phải hy sinh một con rồng nguyên tố để có thể có được một trụ một chấm máu của bên phía Genji mà thôi. Và lúc này thì Genji không có dịch chuyển.
Tristan của Faker đã nhanh chân lên khu vực cánh trên để có thể tiếp cận trụ. Nhưng thực ra đây là một cái trụ có rất nhiều máu nha, bởi vì đi đường thì rất không chạm được vào trụ của Kim. Tuy nhiên thì pha trao đổi vừa rồi T1 tôi nghĩ rằng cũng không phải là quá tệ, mặc dù họ không giữ được rồng nhưng họ đã mở khóa được khu vực đường giữa. Việc không còn trụ một đường giữa sẽ khiến cho bay farm an toàn ở khu vực này nó sẽ khó hơn. Anh ta sẽ phải luôn luôn cẩn trọng trong cái vị trí đứng của mình. Và xét về công cụ để bên phía T1 có thể bắt bớ vào con Ezreal này thì tôi nghĩ là nó sẽ không quá nhiều. Bản thân Ezreal đã là một con tướng rất là cơ động rồi. Phía bên kia những công cụ mở cái tầm của nó tôi cảm giác là hơi gần. Và cái tầm hoạt động đấy từ Ezreal thì nó đủ xa để Pay có thể giữ vị trí tốt trong một ván đấu mà anh ta đang là người cánh tim chính của Genji. Lúc này thì chênh lệch giữa hai đội thực ra không nhiều. Genji có dẫn trước về tiền nhưng mà T1 có được hai con rồng nguyên tố cũng khá là ngon là rồng đất và rồng lửa thì cũng bù được phần nào cái lượng chỉ số mà tiền có thể đem lại cho họ, coi như là đang ngang nhau giữa hai đội. Chênh lệch ở trong khu vực rừng có lẽ là chênh lệch lớn nhất dành cho bên phía của Genji, với hơn 1.000 tiền chênh lệch dành cho Nidalee của Cannon, và anh ta đã có được món trang bị thứ hai, đó là một cái kiếm tay gương bên cạnh cái mặt nạ của mình. Thì đây là một ngưỡng sức mạnh mà Nidalee có thể làm được rất là nhiều thứ, vừa hồi máu nhiều vừa cấu rỉa đau bên cạnh khả năng cấu rỉa của Ezreal. Hai bên đang bắt đầu chuyển cái trọng tâm kiểm soát tầm nhìn lên khu vực hang Baron. Lượng mắt hiện tại của Genji ở khu vực này là rất nhiều. T1 đang di chuyển dần lên, sử dụng máy quét của mình để cố gắng giành lại tầm nhìn. Lê Hèn vòng Genji ra phía sau cũng bắt đầu có pha di chuyển, anh ta đang nhắm về phía của Honor và Kyria. Thiên đỉnh kiếm đã hụt, Kyria cũng thoát luôn, nhưng Chovy đã bắt được với cú chiêu cuối thành công. Và đây là lần đoạt mệnh giúp cho Chovy có được ma hạ gục đầu tiên cho anh ta ở trong ván đấu này. Không có tốc biến và Honor đã bị các thành viên bên phía của Genji khai thác. Baron thì nó sẽ có thể hơi nguy hiểm một chút, nhưng họ có những thế lính đẩy cao trước khi tiến ra và ép giao tranh ở tại khu hai Baron. Nếu như all in thì bên phía của T1 bắt buộc phải giao tranh bởi vì họ không có trừng phạt để cạnh tranh với đối phương. Họ bắt buộc phải vào, 20 giây nữa Honor mới hồi sinh. Tốc độ ăn Baron cực kỳ nhanh đến từ năm thành viên của Genji. Chovy về nhà, Chovy xong cái trang bị lớn tiếp theo của mình. Và giờ đây anh ta sẽ bắt đầu đáp xuống. Sân khấu mở, Lehen thấp máu, Baron thuộc về bên phía của Genji nhưng họ đã mất một người. Họ quay ngược trở ra tấn công. Đó là tình huống giam cầm rất đẹp của Kin. Bay vẫn đang thoải mái xả sát thương và không ai ngăn chặn xạ thủ của Genji cả. Anh ta có cú double kill, anh ta tìm kiếm Gumayusi và những phát huy như chỉ thẳng vào đầu đã giúp cho Genji dứt điểm được T1. Và triple kill có dành cho xạ thủ của Genji. Cannon một chấm máu nhưng anh ta không nhận lượng sát thương quá nhiều tới từ đối phương để có thể phải lấy bản điểm số. Honor còn tốc biến và anh ta mất quá nhiều máu. Đó là một pha thực chiến của bắn quy mà Honor không tốc biến được. Quạt ra kill không chính thức dành cho xạ thủ của Genji. Mặc dù cú cung ánh sáng nó hơi chạch xa một tí nhưng cuối cùng thì Bay vẫn hoàn thành một pha highlight Ezreal như sách giáo khoa với điểm hạ gục thứ 7 cho xạ thủ của Genji. Cơ hội của T1 trong ván đấu này bỗng nhiên tan thành mây khói. Và lợi thế đã là quá lớn cho đội bên phía của Genji, chỉ sau một pha bắt lẻ được Honor với cú đoạt mệnh chuẩn chỉ của Chovy mà thôi. Họ đã mở ra cả một ván đấu chênh lệch lên tới con số khoảng chừng 8.000 tiền ở tại thời điểm này. Dịch chuyển trở lại rất tự tin tới từ Kin. Và Kyria không phá nổi mắt, anh ta đang tiếp tục cắm mắt nhưng anh ta phải bỏ chạy mà thôi chứ áp lực tới từ Skarner của Kin cùng với Leona của Lehen phía bên kia. Faker tới bắn thử vài phát cũng có mất máu, Kin tạm thời phải lui nhẹ ra nhưng với bùa lợi Baron và với một con Ezreal, Ezreal tim băng rồi, ba khỏe đồ quá lớn rồi. Nên tí chống chịu vì cái lượng sát thương đến từ con Ezreal đã quá nhiều rồi. Tôi nghĩ là cần thêm sự an toàn trong khoảng thời gian anh ta đã không có tốc biến giữ mạng để có thể khai thác thêm nhiều công trình nhất của phía T1. Và khi đội hình cấu rỉa có được nhiều công trình, họ sẽ có được nhiều góc cấu rỉa hơn nữa và áp lực tới từ Bubaro vẫn đang là rất lớn. Honor thậm chí phải tốc biến sau loạt kỹ năng tới từ vầy. Một ván đấu cực kỳ khủng khiếp đến từ xạ thủ của Genji. Anh ta đã lấy lại phong độ từ giai đoạn cuối mùa xuân và MSI và bây giờ phong độ đó còn đang có dấu hiệu đi lên. Kyria cố gắng lao lên nhưng anh ta chẳng làm được gì cả, chỉ có thể giữ mạng mình và chạy về. Một cửa mega cho Genji, Gumayusi bị bắt và anh ta không kịp cứu gì cả. T1 không còn khả năng chống đỡ được nữa, một điểm hạ gục nữa dành cho Bay với một double kill, 9 mạng tổng cộng cho xạ thủ của Genji và họ hủy diệt hoàn toàn T1. Ván này thậm chí còn nhanh hơn cả ván thi đấu trước khi đây mới chỉ là thời điểm phút thứ 25 của ván đấu mà thôi. Genji đang chuyển sang tấn công người để có thể bảo kê đề trước khi họ kết thúc ván thi đấu này. Rất nỗ lực để có thể hạ gục được Chovy nhưng sát thương của anh ta là không đủ với cú quy ba trượt. Rất có lẽ cũng sẽ nằm xuống chung với Kyria với quét sạch cho Genji trước khi khép lại ván thi đấu thứ 2 và ấn định tỷ số 2-0 trong cặp trận BO3 đầu tiên ở tại mùa hè năm nay trước các thành viên bên phía của T1. Bay nói rằng hãy để cho anh ta cầm lấy lá cờ đầu của xạ thủ Hàn Quốc ở vào thời điểm hiện tại. Anh ta đem trở lại một vị tướng tưởng như đã thất truyền ở tại LCK. Hai ván đấu Ezreal thực sự quá ấn tượng của xạ thủ nhà Genji để họ một lần nữa giành được thắng lợi, hoàn toàn hủy diệt T1 với tỷ số 2-0.
Có lẽ đã rất lâu rồi chúng ta mới từng chứng kiến một con Ezreal như vậy, từ thời đỉnh cao của Bang cho tới Dep cho tới Teddy sau này. Và sau đó thì cũng không có nhiều Ezreal nổi lên, nhưng ngày hôm nay thì Pay 2 ván thi đấu Ezreal vô cùng xuất sắc. Và hình như ta không nằm xuống bất kỳ một lần nào thì phải.